Xin chào các bạn và các em học sinh thân mến. Trong nội dung bài giảng ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng cô đi soạn bài thực hành tiếng Việt, bài 4, trang 92, sách giáo khoa ngữ văn lớp 7, tập 1, bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống, với yêu cầu chính là tìm hiểu về ngữ cảnh và nghĩa của ngữ cảnh trong ngữ cảnh và tìm hiểu một số biện pháp tu từ. Trước khi đi đến với nội dung chính của bài học ngày hôm nay, để các bạn và các em chúng ta có thêm nhiều bài giảng tham khảo, đồng thời nhanh chóng tiếp cận những bài giảng mới, chúng ta hãy search từ khóa chương trình mới trung học cơ sở, trung học phổ thông trên thanh công cụ tìm kiếm của kênh YouTube. Tại đây, chúng ta sẽ nhấn vào nút đăng ký và nhấn vào biểu tượng bật thông báo ở góc bên phải màn hình. Phía dưới ở trong kênh sẽ có rất nhiều những bài giảng thuộc các bộ môn văn hóa cơ bản để các bạn và các em chúng ta có thể tham khảo. Ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng quay trở lại với nội dung chính của bài học ngày hôm nay. Chúng ta đến với câu hỏi khởi động đầu tiên, đó chính là em hãy chỉ ra sự khác biệt về nghĩa của từ áo nâu trong các ví dụ sau. A. Áo nâu liền với áo xanh, nông thôn cùng với thị thành đứng lên. B. Tôi mua biếu bà chiếc áo nâu, giờ vào đâu để chúng ta nhận biết nghĩa của từ áo nâu trong từng ví dụ đó? Gợi ý các em như sau. Trong câu A, áo nâu liền với áo xanh đây chính là một hình ảnh ẩn dụ cho những người nông dân. Áo nâu là chỉ sự lam lũ vất vả của những người nông dân, sớm nắng chiều mưa dưới đồng ruộng, đúng không nào? Áo xanh chỉ là những người công nhân, đó chính là chỉ về ẩn dụ về những con người. Còn ở câu B, chiếc áo nâu chính là chiếc áo đó có màu nâu, đúng không nào các em? Như vậy chúng ta dựa vào ngữ cảnh của câu để chúng ta phân biệt được nghĩa của từng từ. Như vậy bài ngày hôm nay chúng ta đi tìm hiểu về nhận biết nghĩa của từ ngữ trong từng ngữ cảnh. Ngữ cảnh và nghĩa của từ ngữ trong ngữ cảnh. Chúng ta sẽ đọc hai dòng thơ sau, chú ý nghĩa của các từ thơm. Thị thơm, thị giấu người thơm, chăm làm thì được áo cơm cửa nhà, theo lâm thì mỹ dạ, chuyện cổ nước mình. Em hãy dựa vào đâu để nhận biết nghĩa của từ thơm trong ví dụ đó? Khi nghe hoặc khi đọc chỉ một từ thơm thôi thì ta không thể biết được người viết hoặc người nói đang muốn dùng nghĩa nào của từ lấy. Cô xin lỗi của từ này. Thế nhưng, từng nghĩa một của từ thơm sẽ được xác định nếu ta đặt nó vào trong ngữ cảnh, xem xét trong sự kết hợp các từ bên cạnh. Từ thơm trong thị thơm có nghĩa là có mùi hương dễ chịu, còn từ thơm trong người thơm mang lại nghĩa là phẩm chất tốt đẹp, thơm thảo, được mọi người yêu mến và ca ngợi. Đó chính là ý nghĩa của những từ thơm trong từng ngữ cảnh. Như vậy chúng ta có thể nhận xét khái quát về ngữ cảnh như sau. Ngữ cảnh là bối cảnh ngôn ngữ, trong đó có một đơn vị ngôn ngữ được sử dụng. Đó có thể là bối cảnh trong văn bản, gồm những đơn vị ngôn ngữ như là từ, cụm từ, câu, đứng trước và sau một đơn vị ngôn ngữ, hay còn gọi là văn cảnh. Hoặc là bối cảnh ngoài văn bản, gồm người nói, người nghe, địa điểm, thời gian và một đơn vị ngôn ngữ được sử dụng. Đó chính là khái niệm ngữ cảnh. Các bạn và các em chúng ta có thể ghi chép ra vở của mình. Sau đây cô cùng các em đi đến với phần luyện tập. Chúng ta thực hành lần lượt hai bài tập trong sách giáo khoa trang 92 và 93 về ngữ cảnh và nghĩa của ngữ cảnh, của từ ngữ trong ngữ cảnh. Bài tập 1 trang 92 với yêu cầu như sau. Giải thích nghĩa của các từ in đậm trong những dòng thơ sau. A. Mùa xuân người cầm súng, lộc sắt đầy bên lưng. Mùa xuân người ra đồng, lộc trải dài nương mạ. B. Đất nước như vì sao, cứ đi lên phía trước. C. Ta làm con chim hót, ta làm một cánh hoa. Chúng ta sẽ cùng cô đi suy nghĩ và trả lời như sau. Cô gợi ý các em ở câu A. Từ lộc trong từ điển có nghĩa là chồi lá non. Còn từ lộc trong lộc rất đầy quanh lưng và lộc trải dài nương mạ. Nghĩa thực của nó có nghĩa là chồi non và lá non. Nghĩa ẩn dụ là may mắn và hạnh phúc. Tác dụng của việc sử dụng những từ lộc này ở trong câu thơ, nhà thơ Thanh Hải đã diễn tả được người cầm súng như mang theo sức xuân trên đường hành quân, người ra đồng như gieo mùa xuân trên từng nương mạ. Chính người cầm súng và người ra đồng đã làm nên mùa xuân hạnh phúc cho đất nước, đúng không nào? Lộc không chỉ mang nghĩa gốc mà nó còn mang nghĩa chuyển, gắn liền với hai lực lượng, đó chính là chiến đấu và sản xuất. Chúng ta đi tìm hiểu ở câu B. Từ đi ở trong từ điển, nó có nghĩa là di chuyển từ chỗ này đến chỗ khác.
Cứ đi ở trong câu đất nước như vì sao cứ đi lên phía trước là một từ mang nghĩa chuyển, thể hiện sự tiến lên và phát triển, thể hiện ý chí, quyết tâm và niềm tin sắt đá của dân tộc để xây dựng một Việt Nam dân giàu, nước mạnh, ngợi ca sự trường tồn tráng lệ của đất nước đang hướng lên phía trước. Ở một tương lai tươi sáng, thể hiện niềm tin của tác giả vào tương lai rạng ngời của dân tộc Việt Nam, niềm tin vững bước của đất nước ở trong tương lai, đúng không nào? Tiếp theo, chúng ta tìm hiểu. Ở trong câu C, từ làm ở trong từ điển có nghĩa là chúng ta dùng cái công sức của mình vào những công việc khác nhau theo mục đích nhất định nào đó. Còn từ làm ở trong câu thơ, ta làm con chim hót, ta làm một nhành hoa, có nghĩa là đã được chuyển nghĩa, hóa thành và biến thành. Tác dụng của nó là thể hiện sự chân thành, tha thiết của tác giả muốn âm thầm cống hiến cho đời. Với cách sử dụng các từ làm, nhà thơ Thanh Hải thể hiện được ước nguyện hóa thân thành con chim hót, thành một cành hoa để dâng hiến cho cuộc đời, làm đẹp cho cuộc đời. Chúng ta đã xong bài tập số 1, cùng cô đến với bài tập số 2 trên 93. Từ giọt trong đoạn thơ sau có nhiều cách hiểu khác nhau. Người thì cho nó là giọt sương, người thì hiểu là giọt mưa xuân và có người lại giải thích giọt âm thanh tiếng chim. Theo em, trong ngữ cảnh này, có thể chọn cách hiểu nào và vì sao? Đoạn thơ như sau. Ơi, con chim triền triện, hót chi mà vang trời, từng giọt long lanh rơi, tôi đưa tay tôi hứng. Chúng ta giải thích đầu tiên, theo em trong ngữ cảnh này, giọt trong từ điển là chỉ số lượng rất ít, là một chất lỏng có dạng hạt. Giọt long lanh ở đây có nghĩa là hiểu theo nhiều nghĩa, giọt sương, giọt mưa xuân cũng có thể là giọt của tiếng chim triền triện. Dù hiểu theo nghĩa nào đi nữa thì đây cũng chính là biện pháp tu từ ẩn dụ chuyển đổi cảm giác. Tác giả sử dụng biện pháp tu từ ẩn dụ chuyển đổi cảm giác, tiếng chim từ chỗ là âm thanh chúng ta cảm nhận bằng thính giác, chuyển thành từng giọt là chúng ta cảm nhận bằng hình khối, cảm nhận bằng thị giác. Từng giọt long lanh, ánh sáng và màu sắc có thể bằng xúc giác. Tôi đưa tay tôi hứng. Câu thơ đó đã gợi ra niềm cảm xúc say mê, ngây ngất của tác giả trước cảnh trời đất xứ Huế vào mùa xuân, thể hiện mong muốn hòa nhập thiên nhiên, đất trời trong tâm tưởng giữa mùa đông lạnh giá và khiến ta vô cùng khâm phục. Chúng ta cùng cô đến với bài tập số 3, chúng ta tìm hiểu một số biện pháp tu từ. Theo em, trong bài thơ Mùa xuân nho nhỏ, biện pháp tu từ nào có vị trí nổi bật nhất? Hãy cho biết tác dụng của việc sử dụng biện pháp tu từ đó. Chúng ta sẽ trả lời như sau. Theo em, trong bài thơ Mùa xuân nho nhỏ, biện pháp tu từ ẩn dụ có vị trí nổi bật nhất. Mùa xuân nho nhỏ, một cành hoa, một nốt trầm. Phân tích tác dụng của biện pháp tu từ ẩn dụ đó chính là đầu tiên là hình ảnh giọt long lanh rơi. Ẩn dụ chuyển đổi cảm giác chỉ giọt âm thanh của tiếng chim. Ẩn dụ từ lộc tượng trưng cho những vẻ đẹp của mùa xuân và sức sống mãnh liệt của đất nước. Người lính khoác trên vai mình vành lá ngụy trang xanh biếc mang theo sức sống của mùa xuân, sức mạnh của dân tộc để bảo vệ tổ quốc. Người nông dân đem hết sức lao động, cần cù, nhỏ giọt mồ hôi làm nên màu xanh của ruộng đồng. Tác dụng của chúng là thể hiện ước nguyện chân thành, tha thiết của nhà thơ, được cống hiến những gì tốt đẹp nhất, dù nhỏ bé, đơn sơ cho cuộc đời. Góp phần làm cho bài thơ thêm hay, thêm sinh động và dễ đi vào lòng độc giả. Bên cạnh đó còn có biện pháp tu từ so sánh. Đất nước như vì sao cứ đi lên phía trước. Tác dụng của biện pháp tu từ này là vì sao gợi lên nguồn sáng lấp lánh, vẻ đẹp vĩnh hằng của vũ trụ. Việc so sánh đất nước với vì sao gợi lên những hình ảnh rạng ngời của lá cờ tổ quốc và niềm tự hào của tác giả về đất nước, về tương lai tươi sáng của dân tộc. Bên cạnh đó còn có biện pháp tu từ điệp ngữ. Dù là tuổi 20, dù là khi tóc bạc, tác dụng là nhấn mạnh sự quyết tâm, khát khao được cống hiến của tác giả. Biện pháp nước non mình, nước non ngàn dặm mình, nước non ngàn dặm tình. Biện pháp điệp ngữ nhấn mạnh làm nổi bật niềm tin yêu, tự hào của tác giả với đất nước và với quê hương. Chúng ta khép lại phần nội dung chính đến với một bài tập luyện tập vận dụng để các em về nhà có thể củng cố thêm kiến thức trong phần thực hành tiếng Việt này. Đó chính là chúng ta hãy viết đoạn văn khoảng 5 đến 7 câu nêu cảm nhận về biện pháp tu từ có vị trí nổi bật nhất trong bài thơ Mùa xuân nho nhỏ của Thanh Hải. Bài tập này các bạn sẽ về nhà chúng ta luyện tập để trau dồi thêm kiến thức về biện pháp tu từ trong bài học tiếng Việt ngày hôm nay.
Vào ngày hôm nay chúng ta sẽ khép lại tại đây. Các em đã được cùng cô đi tìm hiểu ngữ cảnh và nghĩa của từ trong ngữ cảnh và biện pháp tu từ. Cảm ơn các bạn và các em đã chú ý lắng nghe. Các bạn và các em hãy bấm like và đừng quên nhấn nút đăng ký kênh để chúng ta đón xem được.